5 mến. Nhưng mà không có ấn thần tài. Rồi. Má. Nhanh đâu. Ok. Đặt không kịp. Lấy ra 5 cái ấn xử lý không kịp anh em ơi. Đây rồi. Cuồng đao này, xong đấu này, lên thoải mái mà. Bán đi tích tiền. Thế giới. Đi xin thành châu, hai con đam BBS ở dưới. Quá nhiều thứ Asia gánh đam luôn này. Rồi bao 4 ông cọc thần tài. Thẻ cái lúc nào ra cái cọc thần tài này là cả làng ra anh em ơi. Lại ra hai con đấu chỉ đây. Khép à. Nay toàn cái thế đánh xin lát hiền giá thôi anh em ơi. Chưa được con thần tài nào không mà. Này mới được búp anh em nhá. Pháp sư hiền giả. Đập ấn thật tài anh em ơi, đập. Xong đấu. Không sao. Xong đấu thì chơi được. Xong đấu lại phải đợi đồ đã. Bao giờ có giải em mà. Hình như hôm kia là đánh giải rồi mà. Nhà này ấn thiên cung rồi. Xong đấu hiền giả anh em nhé. Sáu xong đấu 4 hiền giả. 8 xong đấu 4 hiền giả. Chắc chẳng có ông nào thần tài không? Nhà này 4 thần tài này. Nhà này ấn ra cái gì đây? Ấn đấu sĩ. Ui. Thật phết đây, ra ấn đấu sĩ ngon phết đây. Ông kia 8 đấu sĩ rồi. Mấy nhà lấy sách chọn ấn rồi. À lấy phân nhánh rồi. Này không có chẳng nhớ gì buồn vậy à. Để hôm sau anh tình ấy. Lắp đun đi. Làm cái cuồng đao đép trước không nhỉ. Đây rồi, 3 thần tài đây rồi. Đây. Đánh xong đấu nhưng mà đánh thần tài nhưng mà chuỗi thắng với nhau nhá. Cảm ơn anh Tình nhiều nhá. Mới nhận kèo anh Tình donate hôm qua anh em ơi. Nhìn giống thắng. Mai thắng. Vãi hai lấy Pandora không à. Ra chả lấy vội anh em. Gặp luôn ông thần tài anh em ơi. 4 cảnh vệ 4 tỉa ngon lắm anh à. Được rồi, ra cái ấn xong đấu này rồi. Xong đấu dần giả thôi. Tí cho Asia xong đấu anh em nhá. Thôi cứ ôm mấy con xong đấu này lại đi. Tí đỡ mất công dồn anh em ơi. Tí lúc nào muốn đép của mình có cái form đép luôn ấy.
Hoặc là cái nước mắt xong về ra đồ gì này. Trốn rồi. Tham nhặt con chít xong về ấy luôn mà. Liệm luôn mà. Làm gì có ai được cộng điểm đâu anh ơi. Làm cái vụ bé bé anh em nhá. Xem trong cái loại 2 là cái gì đó. Này đánh đi xin mạnh anh em này. Loại này đánh đi xin mạnh. Lấy loại này anh em nhá. Mất chất là làm gì có ấn thần tài đâu mà mất chất anh em. Toby may cũng không có ông nào có ấn thần tài đấy. Bốn nhà có cọc thần tài cơ anh em ơi. Bốn xong đấu vào là giờ là nhiều khi là thắng luôn đấy. Gặp ông này nhiều khi thắng luôn đấy anh em ơi. Nên là để như này thôi. Gặp nhà này mà để bốn xong đấu là ăn đấy anh em ơi. Ông này ông thần fit này vừa fit vừa tôn. Mất chất à, không mất chất anh em nhá. Về. Làm cái vũ ba nữa là đẹp rồi anh em ơi. Vũ 30 nữa ra ấn thần tài lại xoay ra đánh thần tài anh em nhá. Làm cái vũ 30 xoay ấn thần tài là đẹp đấy. Vừa khít 30 luôn này. Đầu tư à? Không cần đầu tư anh em ơi. Để tiền vô. Đầu tư cái này, cái đoạn này mình thấy thoạt lắm. Giàu hẳn mới đầu tư thôi. Ôi, xong rồi. Đoàn như này xếp như này lại vẫn có cái loại này anh em ơi. Ô ông này mới nâng tầm anh em ơi. Ông này mới nâng tầm anh em ơi. Đi. Nâng tầm thì đi. Nâng tầm vũ 6 với chúng tôi. Nâng tầm. Nâng tầm ra 6 anh em ơi. Đấy đoàn đấy anh em ơi, giải cứu lobby đấy. Xa đấy không đoàn là dở đấy. 4 thần tài, 5 thần tài này. Giao quái anh em ơi, từ từ. Thực ra kẹp thần tài vào nhiều khi nó ấy hơn anh em nhé. Nhưng mà mình không lì một tơn để đợi được. Nên là tí là ra lói xong rồi mình mở luôn anh em ơi. Có cả ly xin này. Cao cường thôi bỏ nhá. Cháu xong đấu vào đép máu tí đi. Đép máu thôi mình không lắp đồ đâu. Nhiều khi lắp đồ thắng mẹ mất. 5 thần tài hồi máu à. Không anh em ơi. Anh em cứ nghĩ là hồi được máu nhưng mà chôn đấy. Giờ bỏ vào thì thua nguyên nhà.
xong rồi thua thêm thì mất đau hơn, để ba thần tài thì cũng như nhau mà, lại đép thêm được tí. Đừng đừng cứ nghĩ năm thần tài hồi máu anh em ơi. Đép thêm được con thờ đép này nữa là lái rồi đây. Đấy. Năm mấn. Nhưng mà không có ấn thần tài. Rồi. Má nhanh đâu. Ok kìa. Nhiều đồ quá không không ghép được. Rồi. Nhặt cũng hết luôn anh em ơi. Còn ấn tốn này. Nhặt không kịp. Từ để mình xử lý cái đoạn này cái. Lấy ra 5 cái ấn xử lý cũng kịp anh em ơi. Ghép mẹ vào một con là đẹp. Nhặt hết chưa ấy nhỉ? Thiếu con nào Irea. Cái ấn này thì không dùng được rồi này. Cho con này lấy tí tốc đánh anh em. Bách được anh em nhá. Làm thêm một đồ Lý Xin nữa là bách được. Thôi thần tài không ra rồi anh em ơi. Bỏ đi. Dùng được cái hắc ám này với một cái thiên cung lít xong đấu à, không có Irea chán thế. Kẹp Asia vào là dùng được ấn sứ anh em ơi. Tí là mình kẹp con Asia vào xong đánh Asia xong đấu thế giới thuật sĩ này thì cũng dùng được rồi này. Quý nhân thì dùng con nào? Quý nhân tí phải kẹp ra can anh em ơi. Thế dồn một tí nhá. Ồ, tí thôi. Không cần dồn nhiều anh em ơi. Dồn nhiều mệt người. Tháo đồ này. Tháo cho con này cái kỹ thư này. Diệt luôn không? Như này thôi anh em nhá. Lên cấp anh em ơi. Chít thì cứ giữ lại tí là mà tự lên 3 thì mình nuôi. Bốn free zone à? Zone trả được cái mẹ gì? Zone được hai con Asia anh em ơi. Nhưng mà Asia có tươi đâu nhỉ? Giờ con này không bỏ được. Bỏ con này mất hiện giá các thứ không bỏ được anh em ơi. Khả năng là để im như này thôi. Áp cấp kẹp con này vào thì nhìn thì đẹp đấy. Anh em từ từ nhá. Để mình lên cấp mình kẹp Asia nhá. Nếu mà có đồ Asia thì bỏ con Diana ra là được.
xong mình cho Asia xong đấu. Đấy là cỏ bài thế giới luôn đấy anh em ơi. Đây rồi. Anh em ơi, từ từ mình flex cỏ bài này nhá. Asia này có bắn tỉa với lại sứ Thanh Hoa anh em ơi. Đủ điều kiện rồi đấy. Cho cái ấn trong đấu là tôi vô địch rồi. Thử đi anh em. Ơ kìa. Giờ phí cái ấn sứ Thanh Hoa với cái bắn tỉa này à. Asia trong đấu thì chả cần cùng đao đâu. Đồ đao mà được. Cung à? Cung nha. Thử một phát nha, lên cấp luôn anh em ơi. Đây. Được chưa? Hết nước chấm luôn đấy. Cùng đao này, xong đấu này. Ấn sứ này. Cái này cho con này này. Xong rồi thêm ấn sứ cho con này. Thiên cung thì cho con này đi. Được chưa? Bài đẹp chưa? Tí là mình nhặt thêm đồ sau anh em ơi. Đây có tanh có đam ở đây. Đam một đống đam luôn đấy. Vừa có tanh vừa có đam. Phần quà càng lớn á. Được. Mình lấy đồ cũng được anh em ơi. Bài mình nhiều con cầm được đồ. Và đây rồi. Vô cực. Chùy à. Chùy thôi anh em ơi. Bàn tay thế không cần lắm. Chùy cho Irea hay cho Asia đây. Irea vẫn nhiều đam hơn. Thế cho Irea đi. Nuôi cả con này ba anh em nhá. Nuôi tốt anh em ơi, bài mình nuôi tốt. À mở 5 ấn mà không ra được cái ấn thần tài, tôn thật. Rồi đẹp rồi. Không quan trọng cái loại này đâu anh em ơi. Tại vì nó được có 8 giây thôi. Trong 8 giây đấy mấy con ở dưới nó có chịu đam đâu. Quan trọng gì cái giáp đấy đâu anh em. Quan trọng mấy con ở trên này hít được nhiều này anh em ơi. Mấy con ở dưới nó không quan trọng nhá. Đây xếp như này là mắc binh rồi đây. Tại vì cái giáp này được có 8 giây thôi. Mấy con này đứng hít xong rồi không bị mất giáp thì coi như chấp lõi gì đâu anh em. Bài lõ lõ mà mạnh nhỉ. Bài như này còn lõ. Mới 5 chấm thôi anh em ơi. 5 chấm 8 trong đấu ly 2. Full 2. Irea 3 đồ. Không lõ đâu anh em ơi. Có tanh có ram đấy. Chỉ thiếu CC thôi. Bài này là nhiều. Nhiều đam luôn đấy. Tham chít 3 sao lên 10 à. Vẫn lên 10 được. Thắng thông là lên 10 được. Chít 3 vẫn mạnh mà. Lên 10 anh có update được cái gì đâu anh em. Giờ lên 10 kẹp thêm được một con nhé mày. Lên thoải mái mà. Giờ đánh lên quái xong thì trả lên 10. Lên 10 xong thì trả zone tip 3 hết update nha. Giờ mình có zone cái gì ở đây đâu. Zone thêm con này. Thực ra thì không lên cũng được. Nhưng mà mình thấy là đủ lực lên nên là mình lên thôi. Cảm giác là bài là lên được nên thì mình lên anh em luôn. Quizana này thì chắc là không nuôi đâu. Bán mẹ đi. Có nhà lên 3 rồi. Bán đi tích tiền. Thế giới. Lên 10 kẹp thần tài thế giới luôn đi chứ. Được được. Nghe hợp lý đấy. Kẹp Annie vào 3 thần tài với lại thêm thuật chí luôn à. Nhìn nghe thật thật đã thấy thế giới rồi. Bài mình cứ xếp như này thôi anh em ơi. Hết cái để xếp rồi. Nhìn ông Tám đấu chỉ này mạnh à.
Má bà chưa. Ly xin tanh châu, hai con đam DBS ở dưới. Quá nhiều thứ, Asia gánh đam luôn này. Đang có cái ấn thiên cung này thì kẹp thì kẹp à. Ngộ không, ngộ không ba hiền giả ba thiên cung là đẹp nhất anh em nhé. Ra cam cũng được anh em ơi. Ra con nào chơi con đấy. Lên luôn anh em ơi. Không lì là cái gì. Cứ có tiền là lên thôi. Đây ra cam đây. Đây big update. Đồ này lấy cái gì đó. Đồ này lấy cái gì nữa. Kiếm tử thần thì không dùng được. Kiếm tử thần tí về đổi đồ thôi. Lấy được mỗi cái này anh em ơi. Ba long vương nhìn đần thế nhỉ. Cái ông này có cái vị gì. Bài ông này cũng cái vẹo gì đâu. 6 thiên cùng 6 song đấu Vijana 3. Hai loại đẹp. Loại này là cũng mạnh rồi anh em nhé. Không ăn thua. Bo con Asia lại thôi. Mình thấy con Asia đang đam tính ấy chứ anh em. Bài mình con Asia đang đam tính ấy, anh em ơi. Bắn quá mạnh. Đây Asia 7k đam đây. Nhiều đam á. Ra cam này này. Đi chợ mua hết tiêu đá Wisken 5.000 đồng. Kẹp thêm bát với Miss For Kick ra nữa là bao nhiêu đam mặt cười. Cảm ơn đi chợ mua hết tiêu nhá. Khả năng là bán chip zone đi anh em ơi. Zone không thấy dấu hiệu zone chip 3. Quá đi thôi. Đổi ấn à. Không con này vẫn mạnh. Bỏ Asia kẹp nốt Janna. Con này vẫn mạnh anh em ơi. Con này tanh được. Con này 2 sao là tanh được rồi. Không nên đổi anh em ơi. Theo mình thấy là không nên đổi. Mà nó cũng chưa lên 2 nên không đổi. Tự nhiên mất một con tanh. Đây này con này tanh cũng được mà. Thì tự nhiên mất một con tanh ấy anh em. Không nên đổi. Mấy cái ấn này không quan trọng anh em ơi. Kể cả cái ấn hắc ám này cũng không quan trọng này. Đây rồi. Cho con này đi. Ví dụ đánh với ông này nhá. Mình lại lấy bo bo lại như này. Lấy cái giáp cho con này anh em ơi. Tại vì ông này lòn ra sau. Lấy cái giáp cho con Nidia này anh em nhé. Mà cũng có dùng được đâu. Biết tưởng tôn à. Cái này mới được búp anh em ơi. Ngày xưa có 4 ấn mà lần này nó còn hiện lỗi cơ. Giờ nó mới búp lên 5 ấn. Kiểu là chắc cú thôi anh em. Con dồn nốt đấm ông này thôi. Ngộ không thì con này 2 rồi thì thay làm gì. Quá đẹp rồi. Không thay cái gì cũng không xếp được cái gì anh em ơi. Không có cái gì để mà xếp được đấy. Ông này có con móc thì xếp boa lại nhưng mà cũng không quan trọng. Con móc ông này không phải con gánh anh em ơi.
Iria hắc ám mạnh lắm anh à, có hai hắc ám thôi mà. Giờ đổi kiểu gì chứ? Đồ Iria như này là mạnh rồi. À, đánh thế giới. Anh em nào thấy hay cho mình xin một like nhá. Anh em thấy hay cho mình xin một like nhá.